Mình ăn kia thì nó không vào bụng ấy. À, Nó vẫn ở trong trên này. có nghĩa là hốc hốc cơm á. Đúng rồi. Em trai thì đi làm công ở trên này, thì mẹ thì đi đi làm công. Thế là ông của trả hay sao mà? Ô, xa xa rồi. Né một né rồi. Vâng, chào ông nha. Xin chào quý vị thân mến, hôm nay thì em già tiếp tục đi vào nhà của em già, em nô, em trơ và em của. Hôm nay vào có phần quà, trước anh em có mở ở dưới phòng đấy cô bác. Đó thì có gửi cho em nô, em của và em trơ là mỗi người 100.000. Thì bà cũng có dặn là 300.000 để mua một bao gạo 20 cân. Thì hôm nay anh em có mua một bao gạo 20 cân. Còn một ít bánh kẹo ở trong này thì bà có dặn là phần quà đấy có ba chia cho ba anh em trong tin là mỗi người một gói rồi. Còn lại thì đem về cho ba anh em của nô chơi ấy, thì anh em cũng có lấy vào đây để tí nữa đi trao cái phần quà cho em già. Ở đây cho em già rồi anh em sẽ lên trên kia. Cái túi này và có bánh kẹo ở trong này cô bác ạ. Đó, thì lấy lên cho em già. Đây là bà cũng có dặn là lấy cho em già. Thì cái bánh kẹo này là anh em có đem đi theo và đã mở sáng rồi. Cái này ký bà bảo là cho anh em mỗi người gói ấy. Thì em già cũng có để vào trong này đi vào trong bản xem có các bạn nhỏ ấy. Thì mình san sẻ một hai cái cho các bạn nhỏ, bởi vì anh em cũng lớn rồi cô bác ạ, cũng hạn chế ăn kẹo rồi. Còn bây giờ sẽ đi vào nhà của em già xem hôm nay không biết là em già đã đi đi đâu rồi, bởi vì sáng nay không điện được cô bác ạ. Đó, và ở trên này thì ngày nào vẫn như ngày nào cô bác, những ngày ba ngày thì nắng nóng, tuy nhiên là buổi tối về thì cũng mưa khá là to và bị cuốn trôi hết cả đường. À, đường vào chỗ của nhà em già, em của, em nô và em trơ thì có đường nhựa, đường bê tông ấy, thì đi vào trong này cũng rất là dễ dàng. Tuy nhiên là đi vào bản khác thì còn nhiều quà của các cô bác nhóm Hoàng Sen Chư Như cũng chưa đi trao được cô bác nhé. Sẽ để những cái thức phim sau và những cái ngày sau đường khô rồi mới đi lên bản được. Đó, đây vào ăn đây thì thấy hai bạn nhỏ này không biết là vào đây làm gì đây. Ồ, sao này mẹ, tôi có thằng. Đây, bé này rất là xinh luôn. Bé tên gì? Con bé chị. Hả? Con bé chị. Con chị bao à? Con bé chị à mẹ? Tôi à? À. Bé một tò, bé một tò chưa phải thằng hả? À, lật tân đi, lật tân đi. Đi, đi vào nhà già đi. Đi vào nhà già để chú phát kẹo cho, nhé. Chào già nhá. Vâng. Ờ, hôm nay ở nhà đấy à? Hôm nay ở nhà không đi làm được đâu ạ. Không đi làm được á? Vâng. Sao không đi làm được? Tại vì hôm qua em không muốn thuốc thì nó bị đau cổ. Đau cổ á? Vâng. Ôi dồi, hôm qua lại quên uống thuốc à? Vâng. À, ừ, được rồi, từ từ á. Để anh lấy kẹo cho mấy bạn nhỏ này đấy. Này, đây về đây, cả bé kia nữa, nó. Này, xin. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Ô sẻ tè. Ô sẻ tè. Ô sẻ tè này. Đó. Nha. Ừ, tao à. Chưa biết nói nhiều. Cháu xin chú. Chưa biết nói rồi. Thế này, đây, mỗi người một cái đi. Không xin nữa đâu. Đấy, đi rửa mặt vào nhá, bẩn bẩn nhá. Đấy. Ồ, cái cổ này. Được bao nhiêu ngày không tắm rửa rồi con? Sao chẳng hỏi chỉnh rửa chê nào? Hả? Rửa chê nhá. Ờ. Thật sự là bạn này ở đâu rồi Giá? Em rể của em ạ. Em rể á? Vâng. Con của em rể à? Vâng.
em có chị gái nữa? Không phải đâu. Nhậu tủ đã lâu giờ. À. Em cậu từ nhà ngoại xuống rồi. Đấy. À, hôm nay em vào thì có lấy cái phần quà này cho gia đình em ấy. Đây. Ở trong này thì có ghi một tờ giấy. Đây. À, có bà là cũng có gửi cái túi này cho cháu già đi viện. Đó thì bây giờ em đã ra viện rồi. Đây đây là cái phần quà của bà Bồ Thị Bột nhá. Wow. Đấy có gửi về cho em. Wow. Còn cái túi này thì rất là xịn. Wow. Anh cũng muốn đeo đi để bánh kẹo đây cho các cháu ở trên này. Tuy nhiên là thôi bánh kẹo ít thì không có tiền mua nữa, thôi cứ đưa cho em để đưa vợ nhá. Wow. Lúc nào mà đi chợ sắm sửa đồ gì thì mình có thể là đeo túi này. Vâng. Đấy, đưa cho em cả. Em cảm ơn bà Bùi Thị Bột nè. Vâng. Nhìn máy quay. Cháu già rất là cảm ơn cô Bùi Thị Bột đáng gửi phần quà này cho cháu. Cháu không biết nó gì hơn. Cháu rất là cảm ơn cô ạ. Vâng, đây là lời cảm ơn của em già. Đó, thì em già cũng xin thay mặt cho em già đây xin chân thành cảm ơn bà Bùi Thị Bột rất là nhiều đã quan tâm luôn theo dõi kênh để ủng hộ những cái phần quà đặc biệt ý nghĩa và thiết thực cho gia đình của em già. Xin chúc sức khỏe bà và luôn bà và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc thành công trong cuộc sống ạ. Còn một cái nữa là lúc nãy em bảo là hôm qua ăn cái gì mà cái cổ lại đau. Em chắc là em mệt rồi không sao ấy. Nó bị đau ở chỗ này nhưng mà em quên ăn thuốc. Uống thuốc đấy. À tức là hôm qua uống thuốc quên lại uống thuốc với lại em ăn mặn vào. Vâng. Xong rồi đau lại đau cổ à? Vâng, đau cổ em không. Hôm nay là lúc rừng mình ăn cơ thì nó không vào bụng ấy. À. Nó vẫn ở trong trên này. Có nghĩa là hóc cơm á? Đúng rồi. Ui giời ơi, ăn cơm kiểu gì mà hóc cả cơm ấy. Có thịt không? Hay hóc xương? Ăn chung. Ý là đài ra à? Đài hò. Đài ná? Nó mỏi mà cái đài. À, hôm qua em già ăn cơm bị hóc cơm. Thật sự là ăn từ từ thôi, ai bát đâu mà ăn vô ăn vào xong bị hóc cả cơm thế này. Nhà nó mặn nò thôi này. Mặn nò chứ? Ừ. À. Nó mà thêm một chỉ táo này. Thêm một chỉ táo á? À. Bảo là cái cổ của em già ấy thì thưa cô bác là như thế này. Cái của em già là ăn bây giờ ăn mình ăn nó không kiểu như bị kẹp ấy. Hơi hay bị kẹp bởi vì hai cái chữ A kia là lớn rồi to rồi. Đấy là rất là khó nuốt. Em già cũng bảo là từ hôm qua trở về đây là cũng rất là khó kể cả nuốt nước bọt thôi thì cũng đau cổ lắm cô bác ạ. Đó thì em phải nhớ uống thuốc điều đạn vào nhá. Vâng. Có gì một phát là điện cho các anh để anh đưa em đi bệnh viện. Vâng. Với lại còn một cái nước điện thoại em sao sáng nay không gọi được. Điện thoại của em á? Ờ. Điện thoại của em thì vợ cùng đi em ở nhà. Hôm nay vợ ở đâu rồi? Vợ đi làm nương. Vợ đi làm nương rồi á? Vâng. Ồ. Thế là vợ đi làm nương vậy cho em trông con à? Vâng. Hôm nay mẹ với em trai đâu rồi? Mẹ á? Ừ. Em trai thì đi làm công ở trên này thì mẹ thì đi làm công nữa. Đi à đi đổ công á. Ừ. Ai cúng? Em bỏ sao? Em bỏ á? Ai ốm mà cúng? Vợ em bỏ. Vợ em bỏ ốm à? Vâng. Ốm sao không đi viện lại cúng làm gì? Không biết. Không biết á? Ôi giời. Thật sự thưa cô bác là như này, bà con trên này thì cũng chưa bỏ được cái phong tục, hủ tục lạc hậu. Cho nên là vấn đề cúng bái các kiểu là bà con vẫn còn tin vào tín ngưỡng đó. Cho nên là cũng không thể xóa được cái phong tục lạc hậu như thế này. Còn căn bản là dần dần thôi. Chứ bây giờ bảo bà con thay đổi một phát thì cũng không thể thay đổi hết được. Đó thì bây giờ
Thôi được rồi, thế em ở nhà nhá. Vâng. Có gì alo anh. Vâng. Ờ, còn anh thì phải đi lên nhà em nô em của cháu quà nữa. Nhưng mà em có biết nô với của hôm nay đi làm gì không? Em không biết ạ. Không biết à? Vâng. Có đi qua đây không? Nó có, nhưng mà nó mượn ai cái xe đi xong. Ôi ô. Thế thì đi lên nhà nô của có gặp không nhỉ? Đó là vừa nãy em thấy là về rồi nhỉ? Về rồi à? Vâng. Thế được rồi. Thế thì em cứ ở nhà nhé, anh đi một lúc về. Vâng. Nha. Vâng. Vâng, bye bye nhá. Thì chị bye bánh kẹo cho bye các bạn này nè. Này này, bye bye đi. Bye bye. Ừ? Không biết cái gì. Ui. Anh em cũng đã đến đây rồi và tiếp tục đi lên nhà nô rồi. Mấy nô ở đây thì đâu nô cay rồi ạ. Lấy gái làm gì nô hả? Là cái mới chuyện tuấn nọ của té tuấn nọ té à. Hôm nay nhà nô vu ngô à? Hả? Đố cửa tôi bóp cửa à. Của vu ngô thế là lại mua gà về mời anh em. À. Của vùng ngô đó à, nô. Là kiểu thế được. Thế là tí. Thế là tí á. Có mấy người á. Chờ tôi. Thế chờ tôi. Thế bé tôi. À. Hôm nay của mời vùng ngô nhờ được ba người vun và mổ hẳn hai cô gà, hai con gà. Của lấy đi. Của có bê của có tiền à? Hả? Có. Có hả? Ôi. Của này được nè. Nè. Quay lại cái này phát nè. Nó nặng quá. Cho nên là anh em. Nét lỏ. Ê lâu lâu ấy. Có chăm một cái thái ế nhẹ thái cái gì nó. À đây là ông của trả hay sao mà. Cho nhẹ ra từ tu. Chỉ một tu xa ạ. Tu thái thiết xa tu ti xứ ạ. Ồ. Đây này. Đây mua mà. Cho nhẹ ra. Cô bác ạ. Đây là ông của trả cái chân. Ông ra đây làm gì mà phải đừng điệu như thế này ạ. Nhà tôi chỉ tối nè. À, ông về thăm mẹ của cụ á. Nên là ông không đi được do đá quá cho nên là chị phải cống ông đi về. À, cái túi cũng ấy hết rồi nè. Ô. Sao sao? Thế là một nếp à? Vâng, chào ông nhá. Vâng, thật sự tôi có bắt là ông của cháu trả gãy chân đó. Thì bố mẹ của cháu trả đi làm thuê hết rồi. Bây giờ ông cũng một mình lóc cóc là lấy cái túi để những cái hôm đi xin cơm về ăn. Tuy nhiên vào đến vào thăm bà của em của thì do là đường toàn đá với đá, ông lại không nhìn thấy nữa. Cho nên là cũng có chị ở đây là có gặp, bác gặp ông. Thế là chị cũng cũng gặp được bà của em của là ở đây. Đang mày đi là tiến ông đi. Lúc đấy là gặp kia chị kia cúng ông. Em già cũng mệt quá rồi không nói được. Thế là bảo em nô là vắt hộ em già. Thì bao tải gạo. Bởi vì hôm nay nhà em của cũng vùng ngô ấy. Có mua con gà thì bác gặp em nô ở bên dưới. Không thì em già cũng tự vắt lên. Nhưng mà có các em ở đây thì bảo các em bác hộ cho. Và đây cũng là quà của các em mà. Thôi. Mệt không? Nô.
Hả? Lì chỉ lì à? Lì rồi. Lì nữa. Ờ. Thế bây giờ vun hết chưa? Hả? Này đi thua tà to. Thua tà nữa. Tà hủ nữa. Chỉ chơi con rồi đấy. Chỉ chơi. À bây giờ không còn cái gì nữa, vun hết sạch luôn. Gà này đều đâu? Đấy, cho thử. Cho nó. Cho nó hả? À đều đây thôi. Nóng quá. Củi đâu rồi? Củi đi. Hả? Củi mất chị à? Củi... Tao lại. À, củi đi. Mời anh em lúc đấy hộ vung ngô xong rồi. Về nhà hết rồi, bây giờ là của vung đi vào trong và gọi anh em rồi. Ồ, cái này hôm qua mưa à nó? Nằm hóa. Ồ, giọt nhiều ấy. Thế này. Ơ, thế rồi. Ồ, có cả một cái ránh luôn cô bác ạ. Đây, có cả cái ránh trôi nước tải. Tải nước từ trong kia lên, cả bên trong này nữa. Nguy hiểm nha. Thế nhà của em Cùa thật sự là nếu mà cái nền này là của nhà em Nô, nhà em Cùa và nhà em Chơi thì cũng muốn là lắn nền cho hai em đấy. Nhưng mà không phải. Đây là cái nền nhà của bác ở dưới này thôi. Bác cũng bảo là bác cũng không cho ở kiên cố. Bác chỉ cho ở một thời gian sau đó thì bác cũng bảo con trai về ở rồi. Không biết là hai anh em cũng không có nền nhà ở ấy, cho nên là không biết lắn nền cho hai em. Cũng như là tu sửa nhà thì bác cũng bảo là tu sửa một thời gian xong rồi mình phải tháo đi. Thì cũng rất là khó bởi vì hiện tại là của là không có đất ở đây luôn nhỉ, ở gần đây luôn nhỉ. Của chỉ mua té kiểu rè rè đi nó. Của chỉ mua té tàn thô cho té là đi bữa lại cho tàn thô. À, em nói cũng bảo là toàn bộ đất xung quanh đây là đều là của hàng xóm thôi, cũng không phải là của nhà em Của và em Chơ, cho nên là cũng anh em cũng hết cách rồi. Đó. Đây. Ở trong này là của nó cám cho bò vệ dê à? Nó không thì của hao khao là hao tao nên đây như chỉ bố. Ồ, cái này mới đi xây về à? Đấy. Của là cũng chịu khó phết đấy. Có bây giờ có em chơi là đi làm rồi phải không? Chơi ra mua giỏ á. À. Này vào đây. Anh gửi cái phần quà cho em đấy. Đây. À. Cô là cũng có gửi cho các em là mỗi người 100.000, còn ba anh em là 300.000, và nhắn cho anh em là mua bao gạo thì em già cũng có mua vào đây rồi, còn cái bánh kẹo này thì bà cũng có dặn là đưa cho ba anh em. Thì hôm nay vào thì em Của đang đi gọi anh em hàng xóm lúc đấy hộ vô ngô ấy về để ăn cơm, nấu cơm ăn nữa. Em Của cùng ở nhà, còn em Chơ thì thưa bà là như thế này, em Chơ thì đi làm thuê rồi. Đấy, còn em Nô thôi thì em già thì xin phép là trao cho em Nô để về ba anh em kiểu gì cũng là ăn chung thôi ấy cô bác. Đây em Nô nhá. Hôm nay vào thì cũng có bà Bồ Thị Bột là có vừa gửi là ba anh em nhá. Mỗi người 100.000, em 100, Nô 100 và Chơ 100. Tổng ba anh em 300.000. Tuy nhiên là bà dạng bảo là mua một bao gạo thì anh lấy 300.000 của các em là mua một bao gạo nhá. Bây giờ gạo là cũng đắt rồi. Đấy, một bao là 300.000. Còn cái bánh kẹo này ấy, thì bà gửi sáng từ dưới nhà lên rồi. Đó, gửi cho ba anh em. Thì bây giờ em chơi đi làm thuê rồi thì anh sẽ giao lại cho em cá gạo là cho hai anh em vợ của anh nhé. Còn đây là phần quà thì em cảm ơn bà Bùi Thị Bột. Cho xanh tổ phao mà do chú thế người không thu phục bé thế cho xanh tự bao chẳng đâu. Vâng, đây là lời cảm ơn của em Của gửi lời đến cảm ơn đến bà Bùi Thị Bột. Không biết nói gì hơn, em già xin thay mặt cho gia đình ba anh em cảm ơn bà rất là nhiều. Xin chúc sức khỏe bà và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Còn bây giờ thì lấy cái gạo này đi để đâu đi, để trong này ẩm lắm. Đó, để lên bàn hết.
mình kẹo thì tí lấy ra nhá. Ăn bao nhiêu thì ăn, để lại một phần cho của này nhá. Đây là cái giường mà hôm trước anh em có lấy vào cho ba anh em. Tuy nhiên là cái giường này thì cho ba anh em ngủ, còn sau này thì cái phần quà này là các cô bác cũng có dặn là cái giường mua cho em của thôi. Tuy nhiên là ba anh em đang ở chung ấy, ở một cái giường ngủ chung một cái giường rất là hẹp. Và trước đó thì ba anh em có giải chiếu để ngủ dưới sàn thôi, à dưới nền thôi, nó không có giường ngủ. Cho nên là cũng nhận được cái phần quà của các cô bác thì anh em có mua một cái giường 1m6 để đủ cho ba anh em ngủ. Tuy nhiên là em chơi thì cũng đi làm thuê rồi. Cái này hôm qua có bị dột không? Hả? Nằm mô lòn thàn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? À, hôm qua là cũng có bị dột từ bên này xuống của bác ạ. Và ướt gối. Đó. Này anh bảo này, khi nào mà có mưa ấy tạt vào thì các em phải bỏ hết gối chăn chiếu rồi là cái đệm nhá. Ừ. Đấy, bỏ hết ra. Còn không thì mưa hấp san bị dột từ bên này vào thì cũng tội và khổ cho các em. Không chỉ thế, chăn màn và gối ướt hết thì mình phơi rất là lâu khô và cũng bị mùi ấy. Nhá. Ừ. Đấy, nhớ để ý vào. Và gia đình của nhà em của thì đợt trước cũng có mua bạt về quay xung quanh nhà, được nhận được khoản hỗ trợ của các bác. Tuy nhiên là cái căn nhà của em của thì hiện tại vẫn không đủ bạt, còn thiếu rất là nhiều. Đấy. Và những cái ngói cửa lô ở điểm, phần phía trên ấy thì cũng đã bị nứt nẻ rồi. Do là cái nhà này trước là bố mẹ của em của cũng như là em chơi là làm cũng khá là nhiều năm rồi. Polo cũng không được đảm bảo về khi mưa to có thủng lỗ này, rồi là có nước nẻ. Còn sáng nay thì hai anh em có đi lấy cỏ về cho con bò con dê chưa? Tại kia nấy vừa nó nhủ đó như chỉ đâu. À có rồi đây này. Đây. Cỏ đây là ngày nào hai anh em cũng đi cắt về cho con dê cũng như là con bò. Thưa cô bác là em nô thì hiện tại không có con vật nuôi cũng như là nhà cửa để ở. Tuy nhiên là cái số tiền mà các cô bác có đồng cảm với em nô gửi cái số tiền về cho em nô là nhà hiện tại bây giờ là cũng được kha khá rồi. Cả năm là cũng sẽ đủ để làm nhà cho em nô. Tuy nhiên là cũng chưa tìm được cái mặt bàn cho nên là chưa làm được cho em nô để có căn nhà ổn định. Còn gia đình em của thì hiện tại có con vật nuôi rồi, nhà cửa khá kiên cố, chỉ có một cái là cái nền nhà không phải là đất của gia đình hai anh em. Đây cái tấm vải đỏ của gia đình em của bị rách hết rồi do là mưa báo giật rách. Đó. Còn sau khi có cái giường này thì cái giường này hai anh em có ngủ trong này đâu? Tào thò chưa tao ra lò nếp của bữa nhỉ? Chị bữa hả? À đây cô bác, cái nhà này cái giường này khá là hẹp cho nên là sau khi được cái giường mà các cô bác có ủng hộ thì ba anh em cũng không có ngủ ở đây rồi. Sao để gói mì chính ở cuối giường cái này nốt mà chả mới bỏ mì chính một hòn để cấp cẩn thận chứ, cấp để đâu chứ, để nhớ để vứt lung tung cái này ai lấy đi lúc đấy mình làm sao biết. Ê, nhóm củi đi rồi nấu cơm đợi của với lại anh em vào thì ăn cơm thôi. Còn anh thì chắc là anh phải đi vào trong kia nữa, anh đi trước thôi. Đấy thì vâng, thưa cô bác là hôm nay em ra vào thì cũng cho trao cái phần quà cho cả 4-5 anh em ở trên này. Một phần quà là trao cho em già, còn số quà còn lại thì bà Bùi Thị Bồ cũng có dặn và có đến vào cho ba anh em rồi. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, có lẽ là em già sẽ xin dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.